Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video và đang ủng hộ mình nha. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình IDO đến từ dự án Starter Public Sale nè các bạn. Hiện tại dự án này nó có chương trình IDO tặng 100 token ATT dành cho 10.000 người may mắn các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mà. Sau đó thì các bạn copy cái địa chỉ người giới thiệu mình có để phần link mô tả các bạn dán vào đây nè. Sau đó các bạn nhấp vào tôi cũng phải lên người máy nha các bạn. Rồi các bạn lướt cha xe cổ, xe mô tô đâu ta, đây. Rồi các bạn xác minh các bạn. Máy tính tiền đồ xăng. Rồi các bạn xác minh các bạn. Sau khi xác minh xong thì các bạn bấm vào continue. Rồi các bạn bấm vào một Boloski các bạn. Đấy, kêu là các bạn tìm hiểu qua nha các bạn. Rồi bấm đáp đi các bạn. Các bạn bấm vào Enter Replay. Rồi sau đó thì nó có một cái mã gửi về email cho các bạn vào email các bạn. Bạn lấy mã code này các bạn. Các bạn nếu không có thì các bạn vào thư spam nha các bạn. Các bạn lục tất cả thư nữa. À nó vậy gửi về cho mình nè các bạn. Địa chỉ email có cái hệ là starter.bookcell nè các bạn copy các bạn. 863 8367. Chương trình này góp này còn có end cho ngày 15 nha các bạn. Rồi nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn retweet Twitter của nó nè. Các bạn like nè. Rồi các bạn tweet lên nè các bạn. Để gì đây. Rồi sau đó thì các bạn trở về nè các bạn. Ok mình đã được 2 enter nè. Rồi tiếp tục follow Twitter nữa nè. Cái này như là số điểm mình dự thi thôi các bạn. Rồi bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi tiếp tục các bạn join kênh Telegram đó nè. Trên kênh Telegram đó các bạn join sao các bạn. Limit nữa người ta. Rồi trên Instagram đó các bạn join sao các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Các bạn vào nhấp vào ba cánh cùng. Vào setting. Các bạn copy username Telegram mình nha các bạn. Rồi các bạn sau đó các bạn dán vào đây để kiểm tra nó kiểm tra mình. Coi mình có join không các bạn. Rồi các bạn bấm lại I have son channel nữa. Tiếp tục follow Liquid nữa. Trên Liquid thì bạn follow nữa. Xuống đây các bạn like đăng bài nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi tiếp tục subscribe kênh channel luôn. Từ nó subscribe tự động luôn mà. Rồi tiếp tục subscribe kênh YouTube nữa. Trên kênh YouTube này bạn đăng ký nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Like và follow minimum và like nữa nè các bạn. Trên minimum thì các bạn đầu ta. Rồi trên minimum bạn follow nè các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Đầu rồi ta. À xuống đây nè các bạn. Các bạn vô tay cho nó các bạn. Cái tài cái đi các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi sau đó các bạn chạy lên web thì tự động nó cộng số điểm các bạn. Mang sau đó bạn bấm vào cái phơ các bạn việc lên dép chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm tin tôi cần nha các bạn. Nhiệm vụ có bao nhiêu thôi các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo các bạn nha.